Xin chào các bạn đang theo dõi chuỗi series ôn tập ngữ pháp trong giáo trình Life Elementary Level A1, A2 hay còn gọi là học phần Anh văn sơ cấp. Cô là Thu Hương, cô là thạc sĩ giáo dục và học trò của cô thường hay gọi cô là sĩ 7. Thì trong mỗi một video hướng dẫn ôn tập ngữ pháp như thế này, cô sẽ bao gồm 2 unit trong đó. Vậy thì trong cái video đầu tiên, cô trò mình sẽ cùng nhau ôn tập unit số 1, số 2 hay các bạn ha. Rồi, cô mời các bạn mở sách vở ra, chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập từ unit số 1 trước ha. Ở unit số 1 này chúng ta sẽ có hai phần ngữ pháp chính ha các bạn ha. Phần đầu tiên là động từ to be. Động từ to be ở hiện tại của mình thì sẽ có 3 hình thức là am, is và are. Trong đó thì I thì chúng ta sẽ dùng với to be am. Is dùng cho những chủ ngữ he, she, it hoặc là số ít như là a student, một học sinh thôi. Are dùng cho những chủ ngữ số nhiều như là we, you, they hay là students. Trong các câu ví dụ của cô thì cô có ở đây: tôi là một học sinh thì cô dùng là I am a student. Trong câu ví dụ đầu tiên, trong câu ví dụ đầu tiên của cô thì cô có I am a worker, tôi là một công nhân. Vì chủ ngữ là I cho nên cô cho đi cùng với to be am đó các bạn. Ở câu ví dụ thứ hai thì cô có chủ ngữ là David, là tên riêng của một người, cho nên cô cho đi cùng với to be is. Nhưng ở trong câu này cô muốn thêm not cho nó thì cô sẽ đặt not ở phía sau to be ha các bạn ha, là David không phải là một giáo viên. Và ở ví dụ cuối cùng cô dùng to be are, vì ở đây cô có cái chủ ngữ của cô là chủ ngữ số nhiều là students đó các bạn, cho nên là cô sẽ đưa to be lên đầu câu thành là are you a student. Như vậy ngoài việc mà sử dụng những cái to be phù hợp với chủ ngữ thì các bạn cũng lưu ý giúp cô là khi mà mình muốn hình thành câu phủ định là những câu có not thì chúng ta sẽ thêm not đằng sau động từ to be. Vậy thì còn nếu như mà chúng ta muốn hình thành câu hỏi với động từ to be thì chúng ta sẽ đưa động từ to be lên đầu câu giúp cô ha. Điểm ngữ pháp thứ hai mà chúng ta học được trong ngày hôm nay là các tính từ sở hữu. Thì tính từ sở hữu của mình gồm có là my là của tôi, her của cô ấy, his của anh ấy, your của bạn, their của họ, our của chúng tôi, is của nó và phẩy s. Và phía sau các tính từ sở hữu này chúng ta sẽ cộng với một danh từ ha các bạn. Như câu ví dụ bên dưới của cô: bố mẹ của cô ấy đang ở đây. Thì vì cô có tính từ sở hữu là her, cô ấy, cho nên cô đã cộng với một danh từ là parents, là bố mẹ, là danh từ. Ở câu ví dụ thứ hai: gia đình của họ thì đến từ nước Anh. Thì phía sau tính từ sở hữu đe, cô đã cộng với một danh từ là family, gia đình đó các bạn. Để giúp cho bạn nhớ bài kỹ hơn, cô có chuẩn bị một phần bài tập nhỏ ở đây. Bài tập đầu tiên, các bạn hãy điền đúng hình thức của động từ to be giúp cô. Trong câu ví dụ đầu tiên, tôi là một bác sĩ. Thì vì chủ ngữ là I, cho nên cô cho đi cùng với to be am. Còn ví dụ thứ hai, cô ấy là một học sinh. Vì chủ ngữ là she, cho nên cô sẽ cho đi cùng với to be is. Nhưng mà do ở đây ta cần phải thêm not, cho nên mình sẽ có là she isn't a student. Ví dụ thứ ba, vì chủ ngữ là he, cho nên mình sẽ cho đi cùng với to be is ha các bạn ha. Ví dụ thứ tư, vì chủ ngữ là đây, cho nên mình sẽ đi cùng với to be are. Và mình sẽ dịch là họ đang trong cái kỳ nghỉ ha các bạn. Ví dụ thứ năm, vì chủ ngữ là we, thì mình sẽ đi với to be are. Nhưng vì đang muốn hình thành câu phủ định thì cô sẽ có đáp án hoàn chỉnh là we are not from France. Ở bài tập thứ hai thì các bạn hãy chọn đúng hình thức của tính từ sở hữu giúp cô. Trong câu ví dụ đầu tiên, Marco và Samantha đã kết hôn. Cái sở thích của họ là bơi lội và chạy bộ. Thì vì sở thích của họ, của bọn họ, cho nên cô dùng tính từ sở hữu đe. Câu ví dụ thứ hai, anh ta đến từ nước Đức, nhưng bố của anh ta lại đến từ Brazil. Thì ở đây bố của anh ta, cho nên cô sẽ dùng là his father. Ví dụ thứ ba, chúng tôi sống ở Mỹ, nhưng ông bà của chúng tôi thì lại sống ở Nhật. Cho nên sẽ đáp án hoàn chỉnh của mình sẽ là our grandparents ha các bạn ha. Ví dụ cuối cùng, đây là một cái trường ngôn ngữ và tên gọi của cái trường này là Study Center. Thì vì tên gọi của cái trường là một vật đó các bạn, cho nên là cô sẽ dùng là its ha, its name. Như vậy là cô đã hoàn thành hai điểm ngữ pháp của unit số 1. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau chuyển sang unit số 2 ha các bạn ha.
Ở unit số 2 này chúng ta sẽ có 4 điểm ngữ pháp chính. Điểm ngữ pháp đầu tiên là cấu trúc there is, there are. Điểm ngữ pháp thứ hai là các giới từ chỉ nơi chốn. Điểm ngữ pháp thứ ba là cách hình thành các danh từ số nhiều. Right. Điểm ngữ pháp đầu tiên của mình, cấu trúc there is, there are mang ý nghĩa là có đó các bạn. Và mình sẽ chia thành hai hình thức là số ít và số nhiều. Số ít các bạn hãy dùng there is giúp cô và số nhiều chúng ta sẽ dùng there are. Trong câu khẳng định, nếu như cô muốn khẳng định là có một cái ghế thì cô sẽ dùng là there is a chair. Nhưng nếu cô muốn chuyển thành câu phủ định là không có cái ghế nào thì sẽ là there isn't a chair. Và nếu muốn hình thành câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa động từ to be is lên đầu câu trong câu hỏi is there a chair, và câu trả lời sẽ là yes there is hoặc là no there isn't hay các bạn. Rồi vậy thì đối với số nhiều thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng there are giúp cô ha. Có hai cái ghế sẽ là there are two chairs. Và không có ghế nào thì các bạn sẽ thêm not vào giúp cô là there aren't any chairs. Và để hình thành câu hỏi, câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa to be are lên đầu câu. Trong câu hỏi là are there any chairs thì câu trả lời của người ta sẽ là yes there are hoặc là no there aren't ha các bạn. Điểm ngữ pháp thứ hai của mình sẽ là các giới từ chỉ nơi chốn. Rồi, giới từ đầu tiên mình có là at. At là tại một địa điểm chính xác nào đó. In là ở bên trong. Above là ở bên trên. Under là ngay dưới. Below cũng là bên dưới mà bên cạnh một chút xíu ha các bạn ha. Opposite là đối diện. Between là giữa hai. In front of là ở phía trước. Behind là ở phía sau. Next to, kế bên. Near là ngay gần cạnh. Và on là ở phía trên. Điểm ngữ pháp thứ ba chúng ta sẽ học là về các danh từ số nhiều và cách hình thành ra danh từ số nhiều. Thì thông thường đó các bạn, ta sẽ thêm S vào danh từ để tạo thành các danh từ số nhiều. Nếu như một cái xe hơi á, thì cô sẽ dùng là a car thôi. Nhưng mà cô muốn diễn tả nhiều cái xe hơi thì cô sẽ thêm S vào cho nó thành là cars. Tuy nhiên ta sẽ thêm ES vào các danh từ tận cùng bằng các đuôi đặc biệt bên dưới đây. Ví dụ như với động từ watch, cô thêm ES vào sẽ thành là watches. Với brush thì cô sẽ thêm ES thành là brushes. Và boss thì sẽ thành là bosses. Và đối với các cái danh từ mà các bạn thấy nó tận cùng bằng một phụ âm cộng với y dài thì ta sẽ thay y dài thành cái đuôi y ngắn, rồi ta sẽ thêm ES vào giúp cô. Và cuối cùng, đối với những cái danh từ mà tận cùng bằng đuôi F đó các bạn, thì chúng ta sẽ đổi nó thay thành đuôi VES giúp cô. Trong cái danh từ life thì chúng ta sẽ chuyển thành là lives ha các bạn ha. Chúng ta cũng có một vài danh từ bất quy tắc như man thì danh từ số nhiều sẽ là men. Person, danh từ số nhiều sẽ là people. Và trong đó có một vài danh từ không hề có danh từ số nhiều như là ship, thì dù là số ít hay số nhiều cũng vẫn là ship thôi. Và nguyên tắc cuối cùng là trong các cụm danh từ đó các bạn, ta sẽ chỉ thêm S vào danh từ đứng sau thôi. Ở đây cô muốn hình thành cụm danh từ là các giáo viên tiếng Anh thì cô sẽ thêm S vào danh từ đứng sau là danh từ teachers các bạn. Ở đây cô có hai bài tập nhỏ để giúp các bạn ghi nhớ kiến thức kỹ hơn. Ở bài tập đầu tiên thì các bạn hãy giúp cô chọn dạng đúng của động từ. Trong câu đầu tiên, cái nhà mới của bạn như thế nào? Thì người kia trả lời là nó rất là đẹp, có 4 phòng. Có 4 phòng cho nên cô sẽ dùng to be are vì đây là số nhiều đó các bạn. Có 4 phòng, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Người kia mới hỏi cô là như vậy thì có khu vườn nào không? Thì vì câu hỏi là a garden là có một khu vườn đó các bạn, cho nên câu trả lời cô sẽ nói là no, there isn't, không có cái khu vườn nào. Nhưng mà có một cái công viên cạnh nhà. Thì ở đây cô có là next to và in. Cái công viên thì không thể nằm bên trong cái nhà được, cho nên sẽ là next to the house. Và người kia hỏi là phòng ngủ của bạn thế nào? Người kia nói nó ok, nó có cái giường to lắm nhưng mà không có tranh ảnh ở trên tường. Thì cô sẽ dùng là there aren't any, là không có bất kỳ bức tranh nào ở trên tường. Ở bài tập này thì các bạn hãy giúp cô điền đúng giới từ chỉ nơi chốn dựa vào bức ảnh được cho. Đầu tiên chúng ta có là một cái xe hơi ở phía đằng trước của cái nhà, cho nên cô sẽ điền là in front of.
Tiếp theo, cái cây á thì nó ở bên tay phải thì cô sẽ dùng là on the right. Thứ ba là có một chú chim đậu ở trên cái xe hơi thì sẽ là there is a bird on the car. Thứ tư, có một cái khu vườn nằm bên tay trái sẽ là there is a garden on the left. Thứ năm, có một chú mèo này nó đứng ở giữa cái xe hơi và cái xe máy thì nó sẽ là between, tại vì giữa hai vật chúng ta sẽ dùng between nè các bạn ha. Và cuối cùng là có một cái quả bóng nó nằm ở bên dưới của cái xe hơi sẽ là under ha các bạn. Như vậy cô đã hoàn thành xong điểm ngữ pháp của unit số 1 và unit số 2. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng của cô. Nếu như bài giảng này thật sự có ích cho quá trình ôn tập tiếng Anh của bạn, bạn hãy dành tặng cho cô và team PyTOEIC một like và một subscribe kênh nha. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng unit số 3 và số 4 nha.